Xin chào tất cả các bạn à, cũng khá là lâu rồi bé Việt không làm clip, thì hôm nay mình sẽ làm clip về ốc chứng nhận cho các bạn xem nha. Thì đây là một cái hộp chứng nhận của mình, thì mình sẽ khoảng 3-4 bọc đấy. Thì cái hộp này mình sử dụng là bằng hộp bánh. Tại sao mình lại sử dụng hộp bánh đó là nó khá là dễ kiếm, với lại các bạn có thể đi mua rất là rẻ ở ngoài những tiệm phế liệu à, chứ không còn phải mua những cái hộp cầu kỳ như là hộp nhựa mà mấy chục ngàn, khá là tốn kém. Cái thứ hai là mình lót bằng giấy. Đây là loại giấy thường không mùi nha các bạn. Các bạn có mua loại giấy thường không mùi thì nó khá là rẻ. Các bạn lót và xịt ẩm cho nó đỡ chân lên. Nhưng hãy lưu ý, các bạn nên giữ một khoảng như thế này. Và chúng ta có thể chuyên nước ở đây không? Chúng ta có thể tiếp nước vô nha, chứ không được xịt lên trứng. Xịt lên trứng là hư trứng đấy. Thì đây thì shop đã xé từ cái lúc mà cái trứng nó còn như thế này này. Đấy, nó còn tròn xoe như thế này. Đây các bạn, đây. Nó còn tròn xoe như thế này. Sau đó nó sẽ mót ra, nó sẽ lột. Thì mình sẽ kêu là mót. Đấy, nó lột lên thành một cái con như thế này. Đây các bạn có thể nhìn thấy nè, thành một con như thế này, nó nhìn giống như một con bọ. Đấy, sau đó nó sẽ đậm màu dần. Càng ngày nó sẽ càng đậm màu. Nó nhìn nó ra màu nâu đó các bạn, càng ngày nó càng ra màu. Đây. Các bạn có thể thấy ngày nó càng ra màu, nó nâu hơn con này. Tại vì đây là cái lớp vỏ mót của nó nên mình sẽ không lấy ra, cả nó để nó dính thôi không sao. Thì trứng lên con này mà đang này. Đấy, nó đậm màu và nó sẽ tiêu cái bụng này đi các bạn thấy này, cái bụng này này. Càng ngày nó sẽ càng nhỏ lại và con nhện nó sẽ lột ra thêm một lần nữa. Thì trong khi lột xong nó sẽ ra một con sờ lên. Nó nhỏ thôi. Nó như hạt mè vậy đấy. Thì giai đoạn này chúng ta chưa cho ăn được. Và các bạn cũng nên nhớ là giai đoạn này chúng ta không được để kiến cắn hay là bất cứ cái gì đụng vô. Cả giai đoạn này cũng như vậy. Thì nó sẽ bị, ví dụ bị lủng bụng hay đụng vô thì nó sẽ chết. Rất là ổn. Thì sau khoảng 2 đến 3 tuần nó sẽ mót thêm một lần nữa. Thì các bạn có thể cho ăn. Và nên nhớ giai đoạn này thì nó đã hành hình một con nhện rồi, đã ra lông rồi. Thì các bạn nên nhớ là nó cũng đã có nanh nọc. Và nên nhớ là tách nó ra, nếu không là chúng sẽ ăn thịt nhau. Và trong những cái giai đoạn mà đang ấp trứng như thế này, đấy các bạn hãy nên nhớ là chúng ta vệ sinh những cái trứng mà bị hư nè, như họ dính nhau như vậy thì chúng ta nên gấp ra. Đây các bạn có thấy này, những cái trứng này nó bị dính với nhau thì chúng ta nên gấp ra, vì để chung thì để nó cũng thối thì rồi bu vô và nó sẽ sinh sản trong này. Thì các bạn hãy kiếm một tấm vải mùng, hoặc là bạn nào có cái khăn quàng dư ấy chùm lên nha. Và chúng ta cũng phải để cách nước, ví dụ kiếm một cái hũ hay một cái gì đó chúng ta để cách nước, nếu không là kiến nó bò vô nó ăn. Chúng ta có một cái thau, xong chúng ta bỏ một cái chén hay gì lên và chúng ta bỏ cái này lên, hoặc là chúng ta chỉ cần bỏ một cái chén hoặc vô một cái tô, đổ nước ở trong cái tô và để cái này lên là được. Và tránh kiến thì nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hãy cứ gọi cho shop hoặc là nhắn tin nhau, mình sẽ trả lời tất cả. Thì chúc các bạn thành công, chào các bạn, chúc các bạn một tháng 3 vui vẻ và gặp nhiều may mắn.